Nhưng mà chúng ta như là những năm trước chúng ta có thể thu được một năm 1 triệu đô la. Thưa quý vị, 1 triệu đô la gửi về quê nhà, mỗi người 100 đô la thì gửi được có 10.000 người. Trong khi cái danh sách của chúng ta là 20.000 người. Vậy thì cái 10.000 người còn lại làm sao? Họ rất là tủi là tại sao bạn tôi nhận được mà tôi không nhận được. Mà tiền mà nếu chúng ta chia đều chứ 10 có 50 thì chẳng làm được điều gì cả. Đấy, đó là cái điều đau đớn thứ nhất. Đau đớn thứ hai, nếu anh nhìn vào cái con số 20.000 nó lại còn thảm thương hơn, là bởi vì theo cái bảng tổng kết và cái statistic đó, của Bộ Cựu Chiến binh năm tháng 4 năm năm 1975, chúng ta họ có đến 600.000 hồ sơ thương phê binh và quả phụ. Thì thưa anh, qua cái thống kê như vậy 600.000 mà đến bây giờ có 20.000 người xin tiền, thì anh thích họ cái tỷ lệ họ chết như thế nào? Chết vì thiếu thốn, chết vì khổ, chết vì tủi nhục, chết vì đói khổ. Nghĩa là thành ra những cái người còn sống bây giờ chúng ta có bổn phận. Thì thưa anh, để trả lời câu hỏi của anh, thì cái số tiền chúng ta gửi về không đủ thì tôi vẫn tiếp tục liên lạc với các tiểu bang, các quốc gia để gây quỹ. Thí dụ như là một điển hình là chương trình đại hội chúng ta năm nay đã kết thúc với cái số tiền, một lát nữa cho anh sẽ xem quý vị thông báo, nhưng năm nay là cái năm phá kỷ lục nhiều nhất trong tất cả những năm khác. Nhưng mà bên cạnh đó, cái tinh thần của Nguyễn Thị Hạnh Nhân chưa hết. Tôi vừa đi gây quỹ ở bên Na Uy về, ở bên Pháp về, và sắp sửa đây tuần sau ở bên Canada, xong rồi đến Thụy Điển, rồi bên Đức, rồi đến Úc, rồi đến các thành phố ở trong tiểu bang này, thì nó các tiểu bang ở trong nước Mỹ này. Thì thưa anh, làm như vậy thì để bù vào những con số thiếu hụt, thì đấy là cái điểm mà anh Tuyền vẫn hay đùa gọi tôi là như thế, thưa anh. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, như Kỳ Lưu đã nói, trên chiếc áo bài của Nguyễn Hồng Tuyền đã dính máu của những người thương binh, và đó là cái điều mà nó là không phải dính máu trên cái áo bài không, mà dính máu vào trong cái hồn của anh. Thì đó là lý do mà ngoài 80 tuổi rồi, sức khỏe rất yếu mà anh vẫn gắn bó với chương trình thương binh. Đó là cái tâm sự của Nguyễn Hồng Tuyền. Cho Nghị Lữ xin phép được đặt hỏi với anh. Còn đối với anh thì điều gì anh có thể tâm tình rằng tại sao, động lực nào mà 11 năm qua nó gắn bó với chương trình này, thưa anh? Vâng, tôi vừa trình bày với anh là không phải chỉ anh Tuyền mà hầu hết những người cựu chiến binh như chúng ta, may mắn như chúng ta sống sót qua cuộc chiến, lành lặn, thân thể không có bị ảnh hưởng về vấn đề bom đạn. Vâng. Thì thành ra đây là, đối với tôi đây là cái bổn phận. Nhưng mà cái mộng ước của tôi nếu có, và hiện nay tôi đang muốn thực hiện, là làm sao chúng ta phải trao cái trách nhiệm này cho thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ là thế hệ, bởi vì có thể là năm nay sang năm tôi và anh Tuyền không còn có thể có sức khỏe để làm được việc nữa. Vậy thì ai sẽ kêu mang để giúp những người thương binh cuối cùng cho đến trước khi họ qua đời? Mà cái tỷ lệ chết hiện nay đó vào khoảng 10%. Năm nay anh giúp 10.000 người, 20.000 người, sang năm chỉ còn 18.000 người thôi. Họ chết rất nhiều, cho nên nếu chúng ta không cứu giúp họ bây giờ thì sẽ không còn cơ hội. Thành ra nếu, và đồng thời thứ hai nữa là không phải chỉ có chúng ta làm, phải có thế hệ con cháu của chúng ta. Thế hệ đó hiện nay đang rất thành công ở hải ngoại, và các em đang hưởng được cái hạnh phúc và cái sự may mắn đó một cách gián tiếp bằng cái sự hy sinh của những người thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ là bạn của cha ông, họ là chiến hữu của cha ông, của cha chú các em. Thành ra chúng ta có bổn phận cắt nghĩa cho các em. Thì thưa anh, rất mừng là khi mà tôi đi nói chuyện với các thế hệ trẻ và chúng các em nó hiểu được, à thì đây là những người ơn của mình, thì chính các em đó tự đứng ra để tổ chức các chương trình nhạc hội, ví dụ như là Cảm ơn anh Houston chẳng hạn, là hoàn toàn do các bạn trẻ đứng ra tổ chức, những doanh gia trẻ đóng góp. Rồi thì ở bên vừa rồi bên Na Uy cũng là những người trẻ đứng ra tổ chức. Thành ra thưa anh, thứ nhất chúng ta truyền cái truyền thống này để cho các em tiếp tục, và thứ hai nữa là cho các em nó có cơ hội, nếu nó về thăm nhà nó sẽ thăm đích thân an ủi những vị thương binh đó. Thì những hình ảnh đó đối với tôi trong những thời gian qua là một trong những cái mục đích mà có lẽ chúng ta nên thực hiện càng nhiều càng tốt, càng đông càng ý nghĩa, thưa anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, để chúng tôi cũng xin phép được nói cái lời cuối cùng là chúng ta chỉ thấy anh Nam Lộc là một MC duyên dáng, giỏi giang ở trên các chương trình ca nhạc. Nhưng mà qua những lời tâm tình của anh thì chúng tôi cũng xin phép được nói với quý vị rằng Nghê Lữ hay anh Nam Lộc
là những người cựu quân nhân của lực lượng Cộng hòa, và chúng tôi vẫn không bao giờ quên những chữ là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Cho nên không riêng cái chương trình thực phê binh mà tổ quốc và trách nhiệm vẫn còn đeo đuổi chúng tôi. Xin cảm ơn anh. Anh có điều gì cần nói với các anh em thương phê binh mà hiện giờ họ đã nhận được cái sự đóng góp của anh từ một năm qua? Dạ vâng. Thưa anh, cũng xin được chia sẻ với các anh, nếu có theo dõi được cuộc phỏng vấn này, là anh em chúng tôi hải ngoại hiểu các anh về cái sự cảm nghĩ của các anh. Chúng tôi không biết làm gì hơn để có thể đem lại cái niềm an ủi và bù lại cái sự hy sinh lớn lao của các anh, bằng cách là chúng tôi chỉ đứng ra để tổ chức những cái chương trình. Tôi biết là vật chất là một cái điều quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng cái tinh thần. Tức là người ở hải ngoại vẫn không quên các anh, và con cháu chúng ta cũng sẽ không quên các anh. Nếu không muốn nói là các cháu ghi ơn chính các anh, xương máu các anh đã dựng cho các cháu, tạo dựng cho các cháu tương lai ngày hôm nay. Thì chúng tôi hy vọng là qua làn sóng truyền hình này, qua những lời tâm sự của anh Nghệ Lữ, và qua Facebook của anh Nghệ Lữ, và qua rất nhiều cái sự mà đóng góp của đồng hương hải ngoại, các anh nhận cho một cái món quà nhỏ nhưng cái tinh thần và tình cảm rất là lớn lao đối với các anh. Xin chúc các anh luôn luôn mạnh khỏe, vui sống, và chúng ta có thể gặp nhau ở bên kia thế giới. Sau khi thức khai mạc, quốc ca Hoa Kỳ. Hội trưởng HO đã hết lời cảm ơn các hội đoàn, thiện nguyện viên, các mạnh thường quân và đồng bào Bắc Cali ủng hộ đại hội Cảm ơn Anh kỳ 11. Phần tài chính được công bố như sau. Cảm tạ những cái lòng ưu ái của tất cả quý vị đưa đến đối với anh em thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Và trong tinh thần đó, chúng tôi hôm nay xin trình bày với quý vị thành quả của đại nhân hội Cảm ơn Anh kỳ 11 như sau. Trước hết, về vấn đề tiền bán vé thu được là 59.050 đồng. Tiền ân nhân đóng góp trong ngày đại nhạc hội Cảm ơn Anh ngày 6 tháng 8 năm 2017 là 329.069 đồng 18 xu. Tiền ân nhân gửi đến hội là 354.160 đồng 4 xu. Tiền ân nhân từ Bắc Cali 96.284 đồng. Tiền ân nhân từ Houston, Texas gửi đến hội HO của trợ thương phế binh là 286.157 đồng. Tiền ân nhân gửi đến đài SPTN Czech gồm có 147.378 đồng. Credit card 145.882 đồng 89 xu, và PayPal là 4.420 đồng 34 xu, tổng cộng là 297.681 đồng 23 xu. Tổng cộng thu là 1.421.401 đồng 5 xu. Trong cái phần mà thu này, đáng lẽ chúng ta có thêm 160.150 đồng, nhưng mà số tiền này là bên Houston, khi họ làm cái Cảm ơn Anh Houston, họ giữ lại 160.150 đồng để họ tự gửi cho thương phim Việt Nam Cộng Hòa. Và hội HO chúng tôi đã cung cấp cho họ 1.000 thương phim binh để họ làm chuyện này. Nếu tính cái thành quả chung thì đại nhà hội Cảm ơn Anh 11 đã đạt đến con số trên 1.500.000. Chi của đại nhạc hội Cảm ơn Anh 11 là 145.124 đồng 26 xu, và số tiền còn lại là 1.276.277 đồng 19 xu, và số tiền này hiện đang ở trong cái ngân quỹ của hội HO hỗ trợ thương phế binh. Và nhân dịp này, chúng tôi cũng nhân danh hội trưởng hội HO của trợ thương phế binh, và chúng tôi xin cảm ơn, và chúng tôi nhận số tiền 1.276.277 đồng 19 xu để chúng tôi làm cái công tác
giúp đỡ cho anh em thương thương binh. Dịp này ông Lê Văn Chính, Điều Hợp Viên, Đại tá Tuyền, Nhạc sĩ Nam Lộc, vân vân. Số tiền còn lại sau khi trừ chi phí của kỳ 11 này là 1.276.277 đô la 19 xu. Có thể nói đây là số tiền lớn nhất kỷ lục từ trước đến nay. Nhưng đối với tôi, nó lại tạo ra một cái sự quan tâm lớn lao. Với số tiền này, chúng ta chỉ giúp được khoảng gần 7.000 người. Và trong danh sách hiện nay hội đang có là 15.000 thương binh và 5.000 quả phụ tử sĩ. Mà chỉ giúp được 7.000 người, còn lại hơn 10.000 người thì sao? Họ sẽ nghĩ gì khi một người bạn của mình nhận được tiền mà mình thì không? Có gì sai biệt trong việc phân phối và trợ cấp? Có gì không? Ý kiến thắc mắc và buổi họp trực kết thúc cho những người khoảng 4 giờ chiều cùng ngày.